Xin chào tất cả các bạn đồng tu, xin chào cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Hôm nay mình tham gia vào chương trình Vì sao tôi trường chay. Mình muốn khuyến khích mọi người ăn chay, hơn thế nữa là ăn chay theo phương pháp thực dưỡng để giữ gìn cho sức khỏe của chúng ta thật là tốt. Và mình muốn làm theo lời dạy của Phật, của các thầy dạy cho chúng ta. Ngài Tiên Hóa dạy cho chúng ta là cần phải ăn chay, và dạy chúng ta không nên ăn ngũ vị tăng, vì ngũ vị tăng rất là hôi. Vì vậy nên mình ăn thuần chay và cũng không có ăn ngũ vị tăng. Và mình ăn chay, bắt đầu ăn chay, học ăn chay cũng khá lâu rồi, nhưng mà mình chỉ mới biết ăn chay thực dưỡng từ tháng 7 năm ngoái. Hôm nay là mình giới thiệu với các bạn món bún gạo lứt xào tương miso. Nguyên liệu của món bún gạo lứt xào tương miso gồm có ở đây là bún gạo lứt, đây là một ít rau cải, đây là lá tía tô và đây là tương miso. Tương miso này thì mình mua ở chỗ cửa hàng Nguyên Nguyên ở chỗ thầy Tề Hải. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu sơ chế bún gạo lứt trước. Đây là phụ bếp của mình nè mấy bạn. Đây là phụ bếp. Đi xuống con. Bây giờ cái sợi gạo lứt của mình nó cũng mềm, khá mềm. Bây giờ mình sẽ đem nó đi rửa lại với nước. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu xào gạo lứt với tương miso. Mình cho vào đây một ít dầu ăn. Mình sẽ cho phần rau này vào xào trước. Kể từ khi biết ăn chay thực dưỡng thì mình thấy cơ thể của mình nó khỏe lắm. Chúng ta có phải giữ gìn cho mình sức khỏe tốt thì mình mới có sức để mình tu học, rồi mình có sức để chăm sóc người thân của mình. Vì thế cho nên là mình khuyến khích mọi người ăn chay thực dưỡng. Mình chọn gạo lứt ăn thay vì gạo trắng. Mình chọn các tinh bột ngũ cốc lứt, nó sẽ giàu dinh dưỡng hơn là tinh bột ngũ cốc trắng. Thì mình sẽ cho một bún dầu xào. Mình dặn lửa nhỏ lại. Bây giờ mình sẽ thấy sắc mỏng cái lá tía tô này ra.
thấy nó nhiều vậy chứ lát nữa xào nó đẹp lại. Cái món này đáng lẽ ra mình cho một ít đường vàng vô nữa thì nó ngon lắm, nhưng mà mình ăn chay thực dưỡng thì mình ít ăn đường lắm. Bây giờ mình sẽ cho sốt tiramisu vào. Tiramisu này thơm lắm. Rồi mình sẽ tắt bếp. Giờ mình sẽ cho lá tía tô vào. Mở bếp lên cho lá tía tô nó mềm chút xíu cho nó xẹp xẹp lại. Lá tía tô mình thích lá tía tô lắm, nó có nhiều, lá tía tô có nhiều công dụng cho sức khỏe của chúng mình. Bây giờ đang là mùa xuân, xuân sinh hạ trưởng thu thông đông, xuân sinh hạ trưởng thu thâu đông tàn. Mùa xuân thì mình dùng một ít thực phẩm âm cũng được, hơi nhiều lá tía tô gấp ra bớt, gấp ra bớt. Giờ mình tắt bếp. Tắt bếp xong rồi sẽ bày nó ra, bày nó ra ngoài dĩa. Đáng lẽ có thêm một chút đậu phụ tàu hũ chiên thì nó sẽ ngon hơn, nhưng mà mình không có chọn ăn tàu hũ tại vì ở đây tàu hũ chỉ toàn là biến đổi gen, thì mình thấy là khó tìm đậu hũ không biến đổi gen. Mà đậu hũ biến đổi gen thì nó không có tốt cho sức khỏe của chúng ta. Giờ mình xin chào tạm biệt tất cả mọi người, tạm biệt các bạn đồng tu. Món ăn của mình tới đây là kết thúc rồi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Ma Ha Tát.